bên anh nhận ủy thác, nên là thường thường thì mình sẽ phải làm thêm một cái hợp đồng ủy thác cho cái lô hàng này. Sau đó thì mình mới làm thủ tục hải quan. Sau khi làm xong thủ tục hải quan thì mình sẽ đi thanh lý hoặc là vào sổ tàu nha mọi người. Thế đầu tiên là cái phần hợp đồng ủy thác. Hợp đồng mình hiểu chung nó là sự thỏa thuận giữa giữa hai bên thôi. Ví dụ hợp đồng mua bán thì nó là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán. Còn hợp đồng ủy thác thì nó là sự thỏa thuận của bên ủy thác và bên nhận ủy thác. Thế thì theo đó nên là tùy theo thỏa thuận giữa hai bên đó mà cái nội dung hợp đồng của nó có thể dài ngắn, nhiều hay ít. Thế thì ngày nay thì trên Google cái gì nó gần như là cái gì nó cũng có. Cách nhanh nhất là mình tìm kiếm trên Google rồi mình sẽ sửa lại. Anh tìm kiếm nhiều trang rồi nhưng mà anh thấy có mỗi cái thư viện pháp luật ấy, là anh thấy nó là dễ hiểu, đầy đủ. Bây giờ anh mở một cái hợp đồng ủy thác cho mọi người xem. Thế giờ anh ví dụ này, hôm nay là ngày 16 tháng 9 này, nhưng mà 16 tháng 9 đi. Tại công ty nào đó, tại văn phòng công ty Đông Phương. Thế lúc này sẽ có hai bên là ủy thác. Đó là hai công ty khác nhau nha. Một bên là công ty dịch vụ hàng hóa Đông Phương, có địa chỉ là 88 Bạch Đằng. Một bên là dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Phương, có địa chỉ là 16 Nguyễn Văn Lượng. Nha mọi người. Thì cái hợp đồng này lại cũng tìm kiếm trên Google thôi. Xong anh sẽ sửa lại theo cái thỏa thuận giữa hai bên. Thế thì nội dung của cái hợp đồng thì nó sẽ có gồm điều 1 là nội dung. Trong trường hợp này đang ghi là bên A là cái bên ủy thác đó, sẽ ủy thác cho bên B xuất khẩu. Trong trường hợp này anh xuất phi mậu dịch nha, những cái mặt hàng. Thì tùy theo cái số lượng hàng mình có thể làm một cái bảng mình liệt kê ra giống như cái invoice bucket list. Còn nếu mà nó ít thì thôi thì mình ghi vào đây cũng được. Ví dụ như chậu gốm này, chậu gốm các loại. Rồi chi tiết thì có thể theo cái bucket list kèm theo mỗi lô hàng. Mọi người có thể ghi vậy để ghi chung như tất cả các hợp đồng, hoặc là mọi người điền trực tiếp vào đây cũng được nha. Rồi cái mẫu thứ hai là cái điều thứ hai là quyền sở hữu hàng xuất khẩu. Thế thì cái hàng ủy thác này nó là cái tài sản của bên A. Nên là trong bất cứ cái giai đoạn nào thì bên B là bên nhận ủy thác đấy cũng không được quyền sở hữu số hàng này nha mọi người. Và một cái điều nữa là vận chuyển hàng xuất khẩu, vận chuyển xuất khẩu hàng ủy thác. Trong thực tế thì bên ủy thác người ta có thể tự vận chuyển cũng được, hoặc là người ta giao luôn cho bên nhận ủy thác là bên anh em mình đó vận chuyển cũng được. Thế trong trường hợp này là bên A người ta sẽ vận chuyển, thì mình sẽ phải ghi vào trong đó là bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới cái địa điểm nào đó, ví dụ cảng. Thì trong trường hợp này là anh ghi là bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng tới địa điểm và theo đúng cái thời gian mà bên B hướng dẫn. Hoặc mình có thể sửa lại là tới cảng Cát Lái trước trước ví dụ trước 48 tiếng, hoặc là hay là trước 72 tiếng tàu chạy. Rồi bên A là bên ủy thác đó thì phải có cái cung cấp thông tin cho bên B để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Chờ anh xíu, hình như có mấy bạn vào ấy mà nó báo. Thì mình sẽ yêu cầu bên A cung cấp cái chứng từ để mình khai hải quan như là tên hàng này, hóa đơn thương mại này,
Patilet này. Rồi chọn nhận hình ảnh chẳng hạn. Rồi booking. Rồi bên A thì phải có trách nhiệm là nộp thuế với lệ phí. Thuế thì có thể có hoặc không, nhưng mà lệ phí thì chắc chắn là phải có rồi. Lệ phí là mỗi một tờ khai là 20.000 nha mọi người. Và mình sẽ yêu cầu là họ phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có là do hàng hóa mà không đúng như cái thông tin mà người ta đã cung cấp cho mình. Ý mình muốn nói là nếu như mà cung cấp thông tin sai ấy, mà trong quá trình đi làm mà phát sinh thì họ phải chịu nha mọi người. Còn bên mình là bên nhận ủy thác thì mình phải có trách nhiệm là hoàn thành thủ tục khải quan trong thời gian. Thường thường thì anh sẽ để là hàng xuất thì là 2 ngày làm việc. Mình sẽ đề phòng trường hợp nó bị kiểm hóa nha mọi người. Bình thường thì mình chỉ làm trong ngày thôi hoặc là trong một buổi sáng thôi. Nhưng mà hợp đồng thì mình cứ để nó dài ra để mình còn có thời gian chuẩn bị. Thì trong trường hợp này là trong thời gian 2 ngày làm việc là không tính thứ bảy chủ nhật nha mọi người. Kể từ khi nhận đầy đủ thông tin và bên A đã giao hàng cho cảng, phải tính từ cái thời điểm là mang hàng vào cảng rồi và nộp thuế lệ phí nếu có. Chứ nhiều khi mình làm xong rồi mà nó chưa nộp thuế lệ phí thì mình cũng đâu có làm tiếp được, thì cũng không có thông quan được nha mọi người. Điều 4, tiền hàng. Thì ủy thác thì nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là cái bên mua ấy, người ta sẽ chuyển tiền qua cái tài khoản của bên nhận ủy thác là bên anh em mình. Rồi cái trường hợp thứ hai là người ta không có thanh toán qua tài khoản bên mình. Thì có hay không thì mình ghi rõ vào đó. Là ví dụ ở đây anh ghi rõ là bên A và bên mua hàng đó, hai bên đã tự thanh toán với nhau, không có liên quan đến bên anh. Thì mấy bạn mà có cái từ nào, câu nào nó hay hơn thì mấy bạn cứ sửa theo ý của mấy bạn. Cái này thì cơ quan hải quan người ta cũng chả xem đâu, chủ yếu là để hai bên mình ủy thác và bên nhận ủy thác đó, nó có cơ sở để nói chuyện sau này thôi. Hoặc là ví dụ công ty mà đông người thì không thể lô nào cũng phải là giám đốc rồi cũng phải nhắc nhân viên, thì nhiều khi là gửi cho kế toán hay là chứng từ cho nó coi đó. Muốn biết thì mở ra đọc, nó có ghi trong đó hết rồi, đỡ phải giải thích, đỡ phải nói nhiều. Rồi tiếp theo nữa đó là điều 5 là giải quyết rủi ro. Trong trường hợp này thì anh ghi là bên A phải chịu thiệt thòi về những rủi ro trong quá trình ủy thác xuất khẩu lô hàng, nếu bên B chứng minh là họ không có lỗi và làm đầy đủ mọi trách nhiệm đòi bồi thường ở người thứ ba. Nghĩa là cái người thứ ba là cái người mà làm ra, ví dụ bị tai nạn đi, rủi ro đi, thì cái rủi ro này là bên A người ta phải tự chịu, còn bên B mình là mình không có chịu. Thường thường thì mình sẽ ghi cái từ là bất khả kháng vào đó thì nó hợp lý hơn. Nên trong trường hợp bất khả kháng đó thì không có bên nào phải chịu trách nhiệm. Hoặc là cái điều này nếu mình không thích thì mình bỏ đi cũng được nha mọi người. Còn cái mẫu hợp đồng trên mấy trang thư viện pháp luật đó thì nó còn dài nữa. Nên là chẳng qua là anh bỏ bớt đi cho nó đúng với thực tế thôi. Tuy ghi nhiều nhưng mà thực tế thì mình không có sử dụng nhiều đến như vậy. Rồi phí ủy thác. Mình nhận ủy thác thì mình phải có phí. Ví dụ như có những trường hợp thì mình nhận 1%, có những trường hợp thì anh sẽ nhận là 3% trị giá lô hàng, và tối thiểu thì không phải là 1 triệu đồng mà nó phải là 100 USD. Nói chung là tùy theo khách hàng. Có khách hàng thì nào nó nhiều, hàng nó dễ thì mình báo thấp. Khách hàng nào mà nó hơi phức tạp thì mình báo nó cao nha mọi người. Rồi cái này là phí ủy thác nha. Trong trường hợp này là mình sẽ tính cái này này. Ví dụ lô hàng mà 10.000 đô thì 3% của nó là có 30 đô đúng không? 30 đô thì mình sẽ tính nó là 100 đô nha.
Còn chẳng may lô hàng của nó 100.000 đô thì 3% của nó thì phải là 300 đô, thì mình sẽ tính là 300 đô nha mọi người. Mình có mức tối thiểu đây, nhiều khi mình ghi vậy mình không có mức tối thiểu đây, nó để lô hàng là có 1.000 đô, 1.000 đô không lẽ mình thu nó 3 đô, chắc chết đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều thằng nó lanh, lô hàng của nó chỉ giá thực tế là cao nhưng mà nó khai báo có xíu để nó trả phí thấp, tại vì nó không thanh toán tiền qua bên mình. Nó thanh toán tiền qua bên mình ấy, thì mình sẽ biết đúng không? Còn bây giờ nó không thanh toán qua bên mình thì thực tế nó khai sao thì khai chứ. Tất nhiên là hàng mà có thuế thì không có khai ẩu được, có thuế thì cơ quan hải quan sẽ bắt. Còn hàng không có thuế thì cơ quan hải quan cũng không có bắt, nên là họ hay khai trị giá thấp để trả cái phí thấp. Thế thì phí dịch vụ hải quan thì thường thường là anh thu 900.000 đồng một công, công đầu tiên đó. Mà nếu mỗi một công tiếp theo anh sẽ thu thêm 500.000. Tất nhiên là các bạn đi làm thì tùy loại hình, như mấy cái loại hình gia công sản xuất xuất khẩu thì mấy bạn có khi chỉ nhận có 300.000, 400.000. Hoặc là có nhiều công ty mà người ta làm vận chuyển quốc tế luôn ấy, thì người ta cũng chỉ thu có 200.000 làm tượng trưng thôi à. Thu gọi là thu cái phí thanh lý đó, cho tài xế đi thanh lý hay là cho nhân viên đi thanh lý. Người ta lời là lời cái phần vận chuyển quốc tế. Rồi hàng xuất thì thường thường người ta sẽ làm cái giấy chứng nhận xuất xứ. Ví dụ trong trường hợp này là mẫu A, mẫu B thì anh tính là 500.000 một bộ. Còn nếu như mà form D, form E, đúng là những cái form mà bên phòng quản lý xuất nhập khẩu ấy thì phải cao hơn, nó là 800 hay 1 triệu ấy mọi người. Thực ra thì quy trình hồ sơ cũng giống nhau, tùy theo mặt hàng. Và trong cái báo giá thì ví dụ chưa có gồm VAT thì mình ghi là chưa bao gồm VAT, nghĩa là mai mốt mình thu xong cộng thêm VAT 10% vào đó. Mình thu xong thì mình cũng nộp cho nhà nước thôi, chứ không phải là mình dùng như mọi người. VAT là không trừ đầu ra đầu vào, rồi thừa thiếu bao nhiêu là phải nộp. Còn cái thời hạn thanh toán thì có nhiều công ty để là tới 2 tháng, 1 tháng rưỡi, 1 tháng. Thường thường thì nó sẽ là cuối tháng gửi đề nghị thanh toán, thì rồi người ta sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày của tháng tiếp theo. Nhưng mà anh em không có trao vậy, anh cứ kêu là trong vòng 7 ngày làm xong nó là phải trả, không có thì thôi nha. Tiền nhiều thì nợ chứ có mấy đồng mà nợ nhiều là có gì, mất công theo dõi đúng mọi người. Rồi còn phương thức thanh toán thì có thể là chuyển khoản hoặc tiền mặt. Rồi những cái giải quyết tranh chấp thì mình chỉ ghi ngắn gọn thôi là hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu mà có những cái phát sinh gì đó thì phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Tất nhiên là trong quá trình mình đi làm thì nó có những cái phát sinh mà nó ngoài ý muốn mà mình chưa từng liệt kê ở trên, thì hai bên cần phải bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, chứ không được, không nên đổ thừa bên này bên kia nha. Thường thường mà cái tính mình mà nó khó ấy, thì gặp khách hàng người ta cũng khó, mình mà thoáng ấy, thì khách hàng người ta cũng thoáng. Cái này là tâm lý chung đúng không? Rồi trường hợp mà các bên mà không tự giải quyết được thì mình mới đưa ra tòa án giải quyết, và chi phí cho những cái hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí của tòa án thì do các bên có lỗi chịu. Thì một cái hợp đồng ủy thác thì nó cũng giống như một cái hợp đồng nhập khẩu mua bán thông thường thôi, nội dung nó cũng tương tự nhau. Rồi cuối cùng là cái hiệu lực của hợp đồng, là ví dụ có hiệu lực từ ngày hôm nay là ngày 16 tháng 9. Đến hết năm đi, hoặc là 16 tháng 10 thì tùy mình. Hoặc là cho một lô hàng thì đến khi hoàn tất thủ tục hải quan, hoặc là đến khi mà bên A đã thanh toán xong tiền phí dịch vụ. Có nhiều người thì người ta sẽ dườm ra, người ta sẽ ghi thêm là thanh lý hợp đồng thì hai bên phải làm thêm một cái biên bản thanh lý hợp đồng. Thế thanh lý vậy thì nó phiền hà mọi người đúng không? Rồi hợp đồng này có thể lập thành hai bản,
hai bản hay bốn bản thì tùy tùy mình nhé. Thường thường thì hai bản thì nó ít thôi, chứ bốn bản thì mất công lưu trữ nhiều chứ được cái gì. Rồi hợp đồng được thay lập thành hai bản có giá trị như nhau, và mỗi bên giữ một bản thì hai bên ký tên đóng dấu và giáp lại lại. Thì cái hợp đồng này thì anh điền sẵn rồi đó, thì anh gửi cho mọi người tham khảo. Mời trong cái phần này thì các bạn nào hỏi cái gì không? Có hỏi gì không nhỉ? Rồi nếu không có câu hỏi thì mình qua bài tiếp theo nhé. Thế thì mọi người sẽ hỏi là cái hợp đồng này mình có nộp cho hải quan hay không, đúng không? Thì hôm trước trong cái phần hồ sơ hải quan đó thì mình cũng có nói, trong thông tư nó nói chứ không phải là mình anh em mình nói, thì là mình phải nộp cái hợp đồng ủy thác này cho cơ quan hải quan nhá. Là khi mà mình khai hải quan đó là mình đính kèm lên V5 nha mọi người, đính kèm chung với invoice đó, invoice với hợp đồng ủy thác. Tùy theo cơ quan hải quan nên có thể là có giấy giới thiệu nộp cho cơ quan, à đính kèm, ý tiếp theo là đính kèm. Khi khai hải quan đó. Rồi bây giờ mình sang tiếp phần làm thủ tục hải quan. Phần làm thủ tục hải quan ấy, thì mấy bạn mà làm chứng từ ấy, thì mấy bạn nhìn qua cái tờ khai là mấy bạn sẽ hiểu. Nhưng mà còn mấy bạn mà không phải làm chứng từ mà mấy bạn giao nhận ấy, thì mấy bạn nhìn vào chưa chắc mấy bạn đã hiểu, đúng không? Đầu tiên thì mình phải đọc hiểu cái nội dung của tờ khai hải quan trước cái đã. Bây giờ anh sẽ mở một cái tờ khai hải quan lên. Thì đây là cái tờ khai này, mình cho nó to lên một xíu. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, thông báo kết quả phân luồng. Nghĩa là cái lúc này mình mới khai xong, khi nào thông quan thì là sẽ có chứng thông quan nha mọi người. Chứ thông quan giống chữ này này, khi nào mình làm thăm thủ tục ấy thì nó sẽ có chữ thông quan giống bài. Số tờ khai là có 12 số. Nhưng mà khi như mình nộp thuế hay mình làm biên bản hay mình làm cái gì đó thì mình cũng chỉ để 11 số đầu tiên thôi. Mã phân loại kiểm tra nghĩa là luồng tờ khai nha mọi người. Mọi người thường nghe nói là tờ khai luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ. Vậy thì nhìn vào đây là phải biết được luồng gì. Thế theo mấy bạn luồng 2 là luồng gì? Bạn Hà làm nhiều biết rồi, mấy bạn khác, mấy bạn có hình dung không? Thực ra cái này hôm cái bài đầu tiên là bài mà văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan ấy, người ta cũng có nói đó. Luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ đó. Vậy thì chú ý nha, luồng 1 là luồng xanh, luồng 2 luồng vàng, luồng 3 luồng đỏ nha. Rồi tiếp theo là mã loại hình là mã loại hình xuất nhập khẩu đó. Thì H21 là xuất phiên mậu dịch nha. Thường thường thì xuất phiên mậu dịch nó khó hơn xuất kinh doanh một xíu. Ngày xưa thì hay bị chuyển kiểm, hay bị đỏ. Còn bây giờ thì hệ thống người ta không có căn cứ vào cái mã loại hình này để đánh giá nữa. Nên là bây giờ anh thấy là xanh vàng vẫn nhiều, đỏ ít. Nghĩa là phi mục dịch thì vẫn có xanh nha, bên anh xanh nhiều lắm. Nhớ cái chỗ này là luồng vàng này. Rồi một cái quan trọng nữa là cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai là cái nơi mà mình ra đó làm thủ tục hải quan nha mọi người. Nó không phải là cái nơi mà hàng tập kết đâu, nó có thể phải hoặc có thể không nha mọi người. Không phải là cái chỗ này đâu nha, không phải là cái cảng gắt lái này đâu. Trong trường hợp này thì nó đúng là cảng gắt lái, nhưng mà trên thực tế thì mình có bốn cái sự lựa chọn để mình khai hải quan. Thì mình khai ở đâu thì mình làm ở đó. Ví dụ như công ty anh Hà ở dưới Bình Dương thì anh khai ở Bình Dương nhưng mà anh vẫn xuất hàng ở cắt lái, thì cái chỗ này nó là Bình Dương là phải xuống Bình Dương làm. Hoặc là mấy bạn khai ở ngoài Hải Phòng nhưng mà mấy bạn là xuất ở Hồ Chí Minh thì mấy bạn phải làm thủ tục hải quan ở ngoài Hải Phòng xong rồi gửi cái tờ khai thông quan đó cho đồng Hồ Chí Minh để đồng Hồ Chí Minh thanh lý.
Còn trong trường hợp này là công ty này ở Hồ Chí Minh, xuất hàng ở Hồ Chí Minh là cảng Cát Lái này, nên là chỉ có một sự lựa chọn thôi là khai ở cảng Sài Gòn khu vực 1, và cảng Cát Lái thì nó sẽ nằm trong cái cảng Sài Gòn khu vực 1 này. Ngày đăng ký tờ khai là cái ngày mình khai khai chính thức. Tiếp theo, người xuất khẩu là bên mình, người ủy thác là cái bên ủy thác cho bên mình, người nhập khẩu là cái bên mua hàng trên cái hợp đồng hoặc là hóa đơn thương mại, cái người thanh toán tiền nha mọi người. Sau này mọi người đi làm ấy, thì sẽ có một cái trường hợp là sẽ có ba bên. Bên thứ nhất là bên bán, bên thứ hai là bên mua, bên thứ ba là cái bên được thông báo. Bởi vậy nên trên cái bill mọi người thấy có một cái ô là ô số 3 đó, là notify đó, đúng không? Là cái ô thông báo đó. Thế thì thường thường ấy là cái bên đó là cái bên nó sẽ liên quan, cũng có thể bên đó là một cái đại lý, cũng có thể bên đó là bên sẽ trực tiếp nhận cái lô hàng. Ví dụ mình bán cho bên A nhưng bên A nó kêu là giao cho bên B, thì cái bên B đó là cái bên bên nhận hàng thôi, chứ không phải là bên khai hải quan nhé. Khai là khai theo hợp đồng mua bán đó. Thì ở đây nó có ba bên ghi chú này, bên này là bên xuất khẩu này, rồi bên này là bên ủy thác cho mình này, rồi bên này là bên nhập khẩu này. Nhập khẩu là nhập khẩu theo hóa đơn hợp đồng. Cái số hóa đơn đây là cái số định danh nên là mình không cần kiểm tra. Mình sẽ kiểm tra là gồm bao nhiêu kiện. Mấy bạn đi làm mấy bạn phải biết nó là bao nhiêu kiện, rồi bao nhiêu tấn, và làm ở đâu. Trong hôm nay tôi biết là tôi làm ở cảng Sài Gòn hay cảng Cát Lái. Còn nhiều khi xuất đi đâu ấy thì mình cũng không coi cũng được, tại vì mấy bạn chứng từ mà bạn coi rồi. Khi mình đi làm thì mình quan tâm là làm ở đâu, bao nhiêu tiền, bao nhiêu ký. Mà có một cái rất là quan trọng là cái closing time hay cái cut off ấy, thì nó là không thể hiện trên này. Trên này chỉ thể hiện là ngày tàu chạy là ngày mùng 10 tháng 7 thôi, nhưng mà mình phải hoàn tất thủ tục hải quan trước cái thời điểm closing time hay là cut off nó ghi trên booking. Ví dụ đây là booking này, rồi mọi người nhìn thêm nó nằm đâu. Đây nha, 8 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 7 nha. Thì booking thì có cái nó ghi tiếng Anh, có cái nó ghi tiếng Việt, có cái nó ghi cả Anh cả Việt. Đúng là thấy cái chữ cắt ớp đây là nó đó. Cắt ớp này là cắt ớp CY nha, còn cắt ớp VGM là cắt ớp khác nha. Là cái này là mình phải gửi VGM cho hãng tàu á. Thì làm gì thì làm xong trước cái thời điểm này, 8 giờ ngày mùng 9 tháng 7. Rồi cái ngày mùng 10 nó chạy thì kệ nó. Còn phải kiểm tra mấy cái thông tin như là hóa đơn, coi trên cái hóa đơn thương mại đó nó phải là số này hay không, bằng ngày này hay không. Rồi coi xem phải FOB hay không. Chứ nhiều khi chứng từ sai, nhưng mà mấy ông giao nhận thì mấy ông cũng cũng phải biết để mà ấy chứ, kiểm tra sơ bộ chứ. Mấy ông có thể không kiểm tra được tên hàng mã HS, nhưng mà những cái mà nó sờ sờ ngay trước mặt này thì phải biết chứ. Nên có thể là không biết hợp đồng ủy thác số mấy, có thể không quan tâm, ok, nhưng mà phải biết nó là số hóa đơn hoặc là số công bao nhiêu chứ. Ví dụ trong trường này số công này, bạn phải kiểm tra xem mà cái công này người ta đã ra mang vào trong cảng chưa trước khi làm thủ tục. Và một phần nữa rất là quan trọng là phải biết là mình xuất mặt hàng gì. Có thể mình không biết mã HS này là đúng hay sai, nhưng mà thường thường là nó sẽ đúng thì hải quan mới chuyển để kiểm tra, nhưng mà phải biết là hàng gì trước khi đi kiểm hóa. Chứ nếu mình mà không biết hàng của mình là hàng gì thì hải quan hỏi hỏi là
hàng của em hàng gì, hàng của mày hàng gì, thế không biết đường trả lời, thế thì cũng như không. Cho dù là mình không nhìn thấy cái hàng của mình, nhưng mà khi hải quan hỏi hàng gì, kêu anh ơi chị ơi cái này là trồng gốm bằng đất dùng để trồng cây. Nhưng trong trường hợp nó nhiều mặt hàng thì cũng phải coi sơ sơ qua xem nó gồm cái mặt hàng gì. Chứ còn nếu mà nghĩ là chỉ cầm một cái bộ tờ khai này xuống nộp cho hải quan xong là xong, vậy thì cần gì mọi người, kêu Grab xe ôm Uber được rồi, gửi cho phương A 79 này, kêu in ra mang qua nộp gửi cho 50.000 này, cần gì phải mọi người trả lương mọi người mỗi ngày mấy trăm nghìn rồi lại phụ phí đi làm, đúng không? Bây giờ làm nó có nhiều cách. Thực ra nếu mà không kiểm hóa thì cũng không cần mấy ông giao nhận đâu, anh nói thật. Rất nhiều người người ta ở dưới đó người ta có thể nhận làm thêm, chỉ cần gửi người ta thêm 50-100 nghìn thôi. Rồi mấy ông giao nhận tuyển mấy ông vô lương trả mỗi ông mỗi ngày ví dụ 300 nghìn, rồi mỗi một lô hàng các ông đấy hỗ trợ các ông tối thiểu 100 nghìn đến 200 nghìn, là để các ông làm những cái việc này, chứ không phải là để các ông là chỉ cầm cái tờ khai này rồi đưa cho hải quan. Đưa hải quan kêu book Grab xuống đó thì có 100 nghìn à, từ đó phải trả lương. Nhớ nha, trước khi đi làm là nhận một cái tờ khai, trước khi làm là phải biết là ở cái gì, ở đâu đó. Ví dụ trong trường hợp này là chầu gốm hay là một cái kê, một cái chân để kê đó. Đọc cái tên hàng mắc cười quá, cục kê chầu gốm, chắc là một cái đế để kê cái chầu gốm. Sẽ dùng từ thì ra cái cục thì cũng đúng, hay cái chân đế để kê, nó dùng cái từ chân đế kê thì nó hay hơn. Và là nhìn tờ khai phải biết luồng gì, ở đâu, bao nhiêu kiện và hàng nó đang ở đâu. Cái ở trên đây này là cái chỗ làm thủ tục hải quan ở đâu, và cái chỗ này là cái chỗ thanh lý ở đâu. Cái chỗ làm thủ tục hải quan là cái chỗ mình khai hải quan, cái chỗ thanh lý là cái nơi mình hạ hàng ở đó nha mọi người, chú ý. Rồi số invoice ngày, invoice điều kiện, số công, quan trọng nhất là số công và tên hàng đó. Thì nhìn cái tờ khai hải quan là phải hình, phải nhớ được mấy cái điểm, tối thiểu là phải nhớ được mấy cái điểm chính này. Còn tất nhiên là cứ rảnh thì cứ đọc hết đi là được rồi. Xương nữa thì mở phần mềm ra nhập y lại cái này. Còn mấy cái ví dụ mấy cái luật vặt này, mã số này diện là cái mã HS đó. Bộ phận xử lý tờ khai là một hàng xuất, hai hàng nhập á. Rồi những cái luật vặt như là số điện thoại hay địa chỉ thì không cần nhớ. Tất nhiên là coi được thì càng tốt, nhưng mà không coi cũng không có sao. Rồi số hợp đơn này thì cũng muốn coi cũng không được. Thế bây giờ mấy bạn nhìn vào một cái tờ khai đã hình dung cho là mình cần phải làm cái gì chưa? Rồi bạn thường có thắc mắc là mình đã khai luồng rồi, biết luồng rồi đúng không? Mà tại sao vẫn phải đem tờ khai lên sân bay để đăng ký nữa? Thế bây giờ em không mang lên thì làm sao mà hải quan biết là em có làm cái lô hàng đó nữa hay không, đúng không? Còn em khai xong em gửi nó là bình thường mà. Nếu em khai xong thì em không đi làm thì không lẽ người ta tự động người ta làm cho em à? Phải đi làm nha. Rồi còn nữa, theo luật ấy, thì mình không cần in tờ khai, cũng không cần in hồ sơ. Nhưng mà bây giờ em thử nghĩ xem, nếu em là hải quan thì em cầm cái bộ hồ sơ ấy, em nhìn, em kiểm tra trên cái tờ giấy ấy, nó sẽ dễ hơn là em ngửi trên cái phần mềm của hải quan. Cơ quan hải quan không phải mở một cái là nhìn thấy được hết đâu. Cơ quan, anh nhớ lúc trước anh đi học rồi cô giáo nói là phải mở tới 20 mấy cái chương trình thì mới có thể kiểm tra được hết tất cả các thông tin của bộ hồ sơ hải quan. Thế mà bây giờ thay vì mình in ra, mình đưa ra hải quan kiểm tra thì nó sẽ nhanh hơn là đợi hải quan từ từ kiểm tra, đúng không? Đó. Lý do in là in đầy đủ ấy, là để nó nhanh thôi. Còn theo luật thì không có cần. Và mình có in ấy, thì mình có kẹp cái gì vào đó bên trong ấy, thì nó cũng dễ, hiểu không? Chứ mọi người không quen thì làm sao mọi người ấy được, mọi người kiểm được. Rồi bạn Mai hỏi là khai báo được thì làm thủ tục hải quan sẽ chú ý những mục để hiểu nội dung hồ sơ là gì. Cơ quan hải quan chỉ quan tâm tên hàng, mã HS, hai cái đó
là cái cơ sở để xác định thuế. Đúng là cơ quan hải quan là muốn thu thuế nhiều nhất nha. Nhà bạn Mai. Thế thì những cái thông tin nào liên quan tới thuế là cơ quan hải quan sẽ để ý kỹ. Còn mấy cái lặt vặt mày có khai sai thì hải quan nhiều khi cũng chả thèm để ý đâu, anh nói thật. Ví dụ cơ quan hải quan để ý là để ý mấy cái vân anh tô màu vàng ấy. Còn mấy cái mà màu đen đây là không có để ý đâu, mấy cái anh tô màu đỏ này. Luồng gì thì nhìn qua cái là biết rồi, nói chung hải quan cũng giống như anh em mình thôi, nhìn nhiều là biết rồi. Thường thường ấy là hải quan sẽ biết là những cái điểm này là chúng nó không có sai, chúng nó chỉ sai cái này thôi này đó, chúng nó khai sai mã HS và tên hàng nhưng mà người đó. Thì thường thường là cơ quan hải quan sẽ đặc biệt chú ý tới cái này vì cái này là cái liên quan tới tiền thuế. Còn những cái còn lại nói không quan tâm thì cũng không có phải, mà là người ta quan tâm ít hơn. Giống như anh em mình cũng vậy, hay kể cả như anh đây cũng vậy, anh không quan tâm nhiều cái này, anh chỉ quan tâm là khai hải quan ở đâu, ví dụ khai ở cảng Cát Lái, cảng Sài Gòn khu vực 1, và tập kết hàng ở đâu, nghĩa là anh phải ra đâu để anh làm, ví dụ anh kiểm hóa hay là anh thanh lý, nếu có là anh phải ra cái cảng Cát Lái này đó. Đó là hai cái điểm mà đặc biệt cần chú ý. Rồi bạn A hỏi là khai bên ủy thác vào thì truyền tờ khai bằng chữ ký số của bên nhận ủy thác. Thì đúng rồi, bên nào đứng tên trên ô số 1 trên tờ khai đây này, bên nào là cái bên xuất khẩu đó thì sẽ dùng chữ ký số của, à không 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 khoan nha, trong trường hợp ủy thác ấy hay là trong trường hợp bình thường ấy thì bên nào xuất khẩu thì sẽ dùng chữ ký số của bên đó. Còn trong trường hợp ngoại lệ là dùng chữ ký số đại lý thì bên xuất khẩu vẫn là bên em chẳng hạn, nhưng mà dùng chữ ký số của bên anh, thì lúc đấy là mình sẽ có thêm một cái hợp đồng đại lý. Và theo quy định ấy là bên bên mà cái bên mà thuê đại lý đó là bên em đó, phải thông báo với cơ quan hải quan, theo luật nha, là phải thông báo với cơ quan hải quan là tôi thuê cái công ty Đông Phương này khai đại lý đó. Thực tế ở Hồ Chí Minh đi cơ quan hải quan không có yêu cầu mấy cái này, nhưng mà theo luật thì có. Mà thực tế khi bên anh làm thủ tục ấy ở ngoài Hải Phòng này, Quảng Trị này, ta bên khai đại lý nhiều lắm, Hải Phòng, Quảng Trị này, nên là ở những cái nơi đó là hải quan yêu cầu làm theo luật là phải có cái thông báo làm đại lý. Rồi các bạn nào muốn hỏi nữa không? Không là mình sẽ qua phần khác. Cái này là mới đọc hiểu tờ khai thôi chứ chưa phải làm đâu, làm thì lát nữa. Cái này là mới mới hình dung là tôi xem qua thì tôi phải hình dung ra những cái điểm đó. Thì nếu không khai đại lý thì cái thằng nào mà xuất khẩu thì là dùng chỉ cái số của thằng đó nha. Còn thằng ủy thác cái kia đó, ủy thác mới khai ô ủy thác thôi. Nếu không khai đại lý thì không cần khai bên nhận ủy thác. Không phải, ủy thác với đại lý nó khác nhau. Ủy thác với em không có xuất khẩu thì em nhờ em thuê anh xuất, tại vì em sợ đồng chạm tới hải quan, em sợ đồng chạm tới thuế thì em thuê anh xuất. Còn đại lý là em không có chữ ký số, em vẫn là người xuất, nhưng mà do em không có chữ ký số của em bị hư bị hỏng, em quên mật khẩu nên em không khai được thì em thuê đại lý. Hai cái này là khác nhau nha. Ủy thác là em không muốn đứng tên trên tờ khai, em thuê anh. Còn đại lý là chữ ký số của em bị hư em không khai được, em thuê anh. Hai cái nó khác nhau. Rồi nếu mình khai hải quan thì hải quan có nhìn thấy hết được tờ khai của mình rồi, bất cập gì thì nãy anh mới nói rồi là khi em khai thì hải quan người ta kiểm tra thì người ta sẽ biết được cái tờ khai của em, nhưng mà em không mang tờ khai lên thì người ta đâu có kiểm tra. Em mang lên em nộp người ta mới kiểm tra chứ, em không mang lên em nộp thì người ta đâu có biết là em có làm hay không mà kiểm tra. Và tại sao người ta phải hú em mà em không đi hú người ta? Người ta là hải quan mà, mình phải đi nộp thì cơ quan hải quan căn cứ vào cái bộ hồ sơ mình nộp thì người ta mới làm tiếp. Còn mình không nộp thì cứ để nó. Rồi hỏi gì, hỏi tiếp này, không còn qua phần tiếp này. Nhận ủy thác không cần điều kiện gì thế bạn Duyên? Điều kiện hay không là tùy mặt hàng. Còn ví dụ bây giờ bạn Duyên nó muốn xuất khẩu chuối mà bạn Duyên không muốn đứng tên trên tờ khai thì bạn Duyên có thể thuê anh đứng ra anh xuất. Hoặc là bạn Duyên muốn nhập khẩu cái quần áo bảo hộ
mà bạn Duyên không muốn đứng tên trên tờ khai thì bạn Duyên thuê anh. Đó là trong trường hợp bình thường. Nhưng mà thật ra ấy, đúng ra là không có nên ủy thác, tại vì ủy thác mất tiền. Nhưng mà trường hợp này thì nên ủy thác này. Ví dụ bạn Duyên là xin được cái giấy lưu hành nhập cái bộ quần áo bảo hộ, anh cũng muốn nhập, nhưng mà anh không, anh chưa xin được cái giấy đó. Nếu như bây giờ thay vì anh xin giống như bữa em nói là mất khoảng 20 triệu thì anh sẽ thuê em ủy thác, thì em sẽ thu tiền đó. Thường thường người ta ủy thác là vì người ta không có giấy phép nên người ta mới ủy thác. Còn tất nhiên là có nhiều trường hợp là những cái cơ sở nhỏ, những doanh nghiệp tư nhân, những cá nhân, người ta không muốn đồng chạm tới hải quan. Nhưng mà nhắc tới hải quan là người ta sợ. Giống như mình mới đi học là mình cũng sợ tới cô giáo này, mình ra đường mình sợ cảnh sát giao thông này. Thế thì doanh nghiệp là nhỏ, dân thường nghe tới hải quan cũng sợ chứ. Sợ chứ không sợ, đâu biết hải quan là như thế nào đâu. Nghe thấy chứ hải quan là thấy sợ sợ rồi. Thấy người ta sợ nên người ta ủy thác nha. Ok chứ bạn Duyên? Rồi ok rồi, thì qua phần tiếp này. Thì qua phần làm thủ tục hải quan. Thì lúc nãy anh có nói là tờ khai ấy, là hệ thống tự động phân, tự động cấp số đó. Rồi mã phân loại kiểm tra thì các luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ. Mình để cho mình dễ nhớ thì mình sẽ kêu nó là giống như là cái đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ đó. Hình dung vậy cho dễ nhớ nha. Thế trước khi làm thủ tục hải quan thì mình nên đăng ký chuyển mã kiểm hóa. Và tất nhiên là đối với những cái lô hàng phải kiểm tra thực tế hoặc là mình phải lấy mẫu thì mình mới cần đăng ký nha mọi người. Tại vì là một cái cảng thì nó có một cái cảng rất là rộng lớn, nhưng mà nó chỉ có một khu vực nhỏ để người ta để cái công hàng mà phải kiểm hóa hoặc là để lấy mẫu vào cái khu đó cho nó tiện thôi, chứ không phải là khu nào cũng lấy được nha mọi người. Nếu mọi người không đăng ký ấy, thì người ta sẽ bỏ lung ta lung tung ở những khu vực khác và mọi người không có lấy được, và hải quan người ta cũng sẽ không kiểm hóa ở những khu vực đó nha. Mà khi mình đăng ký thì mình phải đăng ký vào cái thời điểm khi mà xe mà nó vào cảng ấy, là mình kêu là cho mình đăng ký để kiểm hóa luôn, thì lúc này nó sẽ nhanh. Lúc đó là cái người ta trong cảng người ta sẽ hướng dẫn là mang cái công này về cái khu vực kiểm hóa đó. Còn nếu mình mà đăng ký sau ấy, là ví dụ nó mang qua một khu vực khác rồi sau đó mình mới lại chuyển từ cái khu vực khác đó về khu vực kiểm hóa thì mất rất là nhiều thời gian nha và tốn tiền. Rồi tiếp theo là hướng dẫn làm thủ tục hải quan. Trường hợp thứ nhất, luồng xanh. Luồng xanh là luồng 1 đó. Thì đầu tiên mình sẽ vận chuyển hàng vào cảng, sau đó mình nộp thuế nếu có. Hàng xuất có thuế nhé, không phải không có thuế đâu. Rồi lúc này thì hệ thống tự động thông quan thôi nha mọi người. Đó là đối với luồng xanh. Nên là mấy bạn mà khai hay khai hàng xuất ấy, hay đặc biệt là mấy bạn làm gia công sản xuất xuất khẩu ấy, đa số nó ra xanh rồi. Nên mấy ông gia nhân ở mấy công ty này sướng, thường thường quen hải quan hết rồi, nên là thông quan trong vòng 1 phút 30 giây nha mọi người, một nốt nhạc. Mà thông quan rồi chứ, đâu cần là 1 phút 30 giây, thông quan luôn mà. Nhưng mà sau khi nộp thuế, nếu có thì mới thông quan, còn bình thường không có thuế thì sẽ thông quan luôn, tự động thông quan. Là xong phần luồng xanh nha, luồng xanh là không có làm gì hết, chỉ nộp thuế nếu có thôi. Luồng vàng này, đầu tiên mình cũng phải vận chuyển hàng vào cảng, sau đó mình nộp thuế nếu có. Phải vận chuyển vào cảng trước nha, vận chuyển sau là bị phạt đó. Phạt là nộp tờ khai trước khi tập kết hàng hóa đó, bị phạt đó nha. Rồi lúc này thì mình sẽ đến cái địa điểm làm thủ tục hải quan. Địa điểm làm thủ tục hải quan lúc này là cái chỗ nào mọi người? Là cái chỗ này này. Cái chỗ này này đó. Cảng chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1. Đến chỗ này làm thủ tục hải quan nha.
Rồi, bước tiếp theo nữa là mình nộp cho cơ quan hải quan, nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan. Thế thì nếu như mà mình mà quen biết ấy, mình làm nhiều mình quen hải quan đó, thì mình có thể nhắn tin tờ khai cho cơ quan hải quan này, cho cái anh chị hải quan mình quen biết này, để anh chị đó vào giống kiểu là xin lãnh đạo trước không. Còn nếu mình mà không quen ấy thì mình phải mang hồ sơ tới mình nộp, rồi lúc này thì mấy anh đội phó, mấy chị đội phó người ta sẽ phân công. Hải quan thì sẽ có nhiều nhiều hải quan mà, nên sẽ là phân công cho ai, ai là người làm bộ hồ sơ này, thì mình sẽ mang cái bộ tờ khai của mình tới nộp cho cái công chức hải quan được phân công. Và hồ sơ hải quan thì theo quy định là chỉ cần nộp số tờ khai thôi, nhưng mà thực tế thì mình vẫn cứ in đủ một bộ hồ sơ để cho công chức hải quan kiểm tra cho nó nhanh nha mọi người. Thì thường thường thì sẽ nộp một bộ tờ khai mình in ra và một cái hóa đơn thương mại, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền nếu như hải quan yêu cầu. Thực ra thì bây giờ rất ít chi cục mà hải quan yêu cầu, trong thông tư thì cũng không nói là phải có giấy giới thiệu cho mọi người. Giấy giới thiệu hay giấy ủy quyền là chẳng qua là để khi mà nó phát sinh thì mới cần, còn bây giờ điện tử nên là không có cần. Nếu hải quan cần thì mình có thể đính kèm lên lúc mình khai hải quan. Thế sau khi nộp cho cơ quan hải quan thì mình sẽ chờ công chức hải quan kiểm tra. Lúc này nó sẽ xảy ra các tình huống. Thứ nhất, nếu hồ sơ mà đúng, nói chung là hợp lệ không có sai sót, thì lúc này công chức hải quan, anh cứ tắt nha, công chức hải quan hay là cán bộ hải quan hay là hải quan cũng được, sẽ thông quan. Rồi tình huống thứ hai, nếu hồ sơ mà chưa có đúng thì lúc này thì công chức hải quan sẽ yêu cầu, sẽ thông báo cho mình biết đó, khai bổ sung. Bình thường thì chỉ cần khai bổ sung thôi, nhưng mà xui thì có thể lập biên bản vi phạm để rồi xử phạt xong thì mình phải nộp phạt xong thì lúc này hải quan mới chấp nhận mình khai bổ sung nha mọi người. Và khai bổ sung theo đúng ý của cơ quan hải quan rồi thì lúc này sẽ thông qua, được chưa? Đó là trường hợp thứ hai. Và lại còn thiếu trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là nếu trị giá khai báo của doanh nghiệp thấp hơn giá cơ sở dữ liệu của hải quan thì chuyển tham vấn giá. Tham vấn giá này hoặc mà thông quan nếu doanh nghiệp khai bổ sung theo yêu cầu của công chức hải quan. Cái câu này hiểu như sau nha. Ví dụ than, anh mặt hàng có thuế thôi, chứ không có thuế thì cơ quan hải quan không có quan tâm. Đối với mặt hàng có thuế thì ví dụ như cái mặt hàng than cửa hôm trước mình khai giá cơ sở dữ liệu là 1.500 đô một tấn, nhưng mà mình chỉ khai có 1.300 thôi. Vậy thì lúc này cơ quan hải quan sẽ chuyển tham vấn giá, là sẽ thứ nhất là tham vấn giá đó, hoặc là mình khai bổ sung từ 1.3 lên 1.5 đô một ký và nộp thuế bổ sung, thì lúc này thì cơ quan hải quan sẽ thông quan cho mọi người. Hình dung ra chưa? Ví dụ bạn thuê Nomura là xuất cái gì, gỗ đúng không, thì có cái mức giá tối thiểu, nghĩa là mình khai là hôm trước là khai bao nhiêu và hải quan tăng lên bao nhiêu, anh nhớ em có nói nhưng mà anh không nhớ chi tiết thôi. Là ví dụ mình khai đó mà hải quan người ta kêu là giá mình thấp hơn giá dữ liệu của họ thì họ chuyển tham vấn giá thôi. Cái này chưa có ấn định nha, cái này mới là tham vấn giá thôi.
Thì cái này bạn duyên đã gặp rồi thì bạn ok này, bạn hình dung ra này, nghĩa là mình khai sao cũng được, muốn khai bao nhiêu thì khai, nhưng mà cơ quan hải quan sẽ kiểm tra lại thì lùi vàng thì có bao nhiêu thôi, luồng đỏ thì cũng giống, nghĩa là cái bước 1, bước 2 này này là giống luồng vàng nha mọi người. Bước 1 này, bước 2 này. Thì bước 1 thì cũng vận chuyển hàng. Đây copy xuống cho rồi. Đầu tiên mình cũng mang hàng vào cảng nhưng mình cũng nộp thuế nếu có, thì đến địa điểm làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ cho hải quan, xong cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, đúng không? Rồi bước tiếp theo này. Nếu hồ sơ đúng và hợp lệ thì sẽ chuyển, lúc này là chưa có thông quan nha, tại vì luồng đỏ mà, luồng đỏ phải kiểm tra thực tế hàng hóa này, thì bước này sẽ chuyển sang bước thứ 3 để kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra thực tế. Và nếu mà đúng thì chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu chưa đúng thì cũng yêu cầu khai bổ sung, có thể lập biên bản, có thể xử phạt rồi nộp phạt, rồi lúc này mình chấp nhận khai bổ sung và chuyển kiểm tra thực tế. Thay vì bước 1 là chuyển thông quan, nhưng cái này là không thông quan mà chỉ là chuyển kiểm hóa thôi. Rồi sang bước thứ 3, bước tiếp theo này. Chờ lãnh đạo phân công kiểm hóa này nhé. Kiểm hóa hiểu ra được là kiểm tra thực tế hàng hóa đó. Thế trong trường hợp bình thường ấy, chúng là trong trường hợp các bạn không quen kiểm hóa thì mình phải chờ. Còn mình quen thì mình có thể nói trước với kiểm hóa lên xin. Nhưng mình đây là mình nói trong trường hợp bình thường mình không quen đi nhá. Chờ này, rồi. Sau đó thì sau khi mà mình biết là phân công ra rồi thì mình sẽ liên hệ công chức hải quan được phân công. Kiểm hóa để làm thủ tục kiểm hóa. Như là mình liên hệ cái anh đó đó, thường thường thì mình sẽ gọi điện, rồi mình nói là anh ơi, em bên công ty Đông Phương có một cái tờ khai là phân anh kiểm giùm em, nói vậy thôi, rồi nói là rõ bên công ty nào, bên công ty ABC nào đó đúng không, có lô hàng gì đó, ví dụ trộm gốm. Lãnh đạo phân công nói đi như vậy nha đó. Xong anh xuống kiểm giùm em đúng không, như bạn không biết nói sao thì nói y như vậy đó. Còn nghĩ ra được câu nào hay hơn đó thì cứ nói, còn anh chỉ nói vậy thôi à. Rồi lúc này thì hải quan sẽ hỏi là hàng đang ở đâu đúng không, có thể là nhắn tin vị trí hàng, nghĩa là mình biết hàng mình nó đang ở đâu, ví dụ ở kho 1, kho 2, kho 3 hay là vị trí ABCDEF nào đó nha. Thì cái vị trí hàng này thì xin nữa anh sẽ hướng dẫn kiểm tra vị trí hàng đó. Rồi sau đó thì chờ công chức hải quan đến kiểm. Và lúc này thì hải quan sẽ kiểm cái gì đúng không? Cơ quan hải quan thì sẽ chủ yếu thôi kiểm tra tên hàng, mã HS, số lượng đó. Nếu như mà thấy tên hàng đúng, mã HS đúng, số lượng đúng thì hải quan sẽ không có kiểm tra nhiều nữa đâu, thường thường sẽ kiểm tra ba cái đó.
Nên là khi mà đi làm thủ tục hải quan thì tối thiểu phải nắm được ba cái phần đó. Tất nhiên là sẽ có nhiều cái trường hợp mà cái tên hàng và cái mã HS, cái tên hàng đó nó có thể là có nhiều cái mã HS nó gần giống nhau. Đó. Giống như hôm trước mình học phần tra cứu HS đó, thì nó có nhiều mặt hàng là nó có thể phân vào nhóm này, nó có thể phân vào nhóm kia đó. Thì cơ quan hải quan sẽ kêu tại sao không phân nhóm này mà lại áp mã này chẳng hạn. Nó là ví dụ thôi, trong thực tế nó có nha, tại mọi người chưa gặp thôi. Đó. Thì sau khi mà kiểm tra này thì lúc này nó lại có cái tình huống tiếp này. Cái lúc này là lúc kiểm tra thực tế hàng hóa. Kiểm xong thì nếu mà nó sai thì lại giống ở trên nha. Ở trên là thay vì là kiểm tra hồ sơ hợp lệ đó, thì lúc này là mình sẽ ghi là nếu hàng hóa hợp lệ, nếu hàng hóa đúng hợp lệ không có sai sót đấy, thì lúc này là sẽ thông quan nha. Và nếu hàng hóa chưa đúng, ý là nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa mà so với hồ sơ đó chưa đúng so với khai báo nha mọi người, so với khai báo ghi vào đây cho mấy bạn dễ hiểu. Thì lúc này sẽ công chức hải quan kiểm hóa, công chức hải quan kiểm hóa nha, cũng sẽ yêu cầu khai bổ sung, lập biên bản vi phạm. Cái này chưa có xử phạt đâu nha, lập biên bản vi phạm và chuyển lên cái chỗ đăng ký đó, bước 1 đó. Là cái kho là cái chỗ đăng ký hay tiếp nhận gì đó thì tùy tùy theo cái cách mà cái vùng miền người ta gọi, ngoài miền Bắc thì hay gọi là tiếp nhận, trong miền Nam hay gọi là đăng ký. Tiếp nhận lúc này là sẽ lập biên bản. Nghĩa là tiếp nhận xong thì người ta sẽ lập biên bản rồi trình lãnh đạo rồi xử phạt, nộp phạt xong thì lúc này sẽ cho khai bổ sung, rồi về lúc này chuyển sau khi khai bổ sung rồi thì sẽ chuyển hồ sơ xuống chỗ kiểm hóa, chuyển hồ sơ cho công chức hải quan kiểm hóa, rồi lúc này thì mới thông qua. Nó cũng giống như là cái bước luồng vàng ấy, thì luồng vàng thì kiểm tra hồ sơ mà hợp lệ đi thông quan, thì kiểm tra thực tế hàng hóa cũng vậy, hợp lệ đi thông quan, nếu sai thì lập biên bản. Hàng xuất thì nó còn nhẹ nha mọi người, chứ hàng nhập mệt lắm, nhức đầu lắm. Hàng xuất thường thường là không có liên quan tới thuế nên nó nhẹ hơn, còn hàng nhập mà nó hay có thuế. Xui bị lập biên bản là phải 2 tuần mới xong đó nha mọi người, nên là nhiều khi là hạn chế tối đa đừng có để lập biên bản. Từ lúc lập biên bản, lập xong chuyển lại đăng ký chuyển vào bộ phận xây dựng giá chuyển lên lãnh đạo, khâu nào cũng lâu và mất rất nhiều thời gian. 2 tuần là thuộc dạng nhanh rồi đó, nếu mà người không quen không biết 2 tuần không xong rồi. Cứ để đó để lưu công 2 tuần hoặc hơn. Rồi luồng đỏ thì nó có bao nhiêu thôi nha mọi người. Rồi các bạn đã hỏi cái phần làm thủ tục hải quan không? Có khúc nào mà chưa hiểu không? Nãy bạn Duyên đã đi nộp phạt rồi. Mình có làm gì sai đâu mình nộp phạt, mình khai thấp thôi mà cũng nộp phạt hả? Khúc làm thủ tục hải quan có câu hỏi không mấy bạn? Rồi phần thủ tục hải quan thì có bao nhiêu thôi? Ghi chú ở đây này, ghi chú nếu là xuất hàng E ha,
thì nên mang hàng lên sân bay để cân trước khi khai hải quan nha. Tại vì là nếu như mà cái cân của mọi người ấy, và cái cân ở sân bay ấy, hai cân khác nhau thì chắc chắn là nó phải khác nhau, nó phải lệch nhau rồi. Mà nó lệch ít thì không sao, mà nó lệch nhiều thì phiền phức lắm cho mọi người. TCS là có tiếng đó. Nên là thường thường bên anh làm là cứ cân xong rồi khai hải quan cho nó chắc ăn. Thế nhiều khi cân xong rồi nó khai còn sai, nó mới cay. Thế lý do mà cân xong rồi mà vẫn sai á là vì mình nhìn nhầm nha mọi người. Trên cái phiếu cân ấy thì nó có hai cái ô, một là trọng lượng hàng, một ô là trọng lượng của cái kiện, cái pallet đấy, và một cái là trọng lượng tổng. Thế thì lúc này là mình phải lấy cái trọng lượng tổng mình trừ đi cái pallet gỗ. Ví dụ như là 500 kg thì mình sẽ trừ đi khoảng 20 kg, tức là 480 kg thôi. Thì lúc này mình khai 480, nhưng mà nhiều khi do mình ẩu mình khai á, nên là mình khai 500 luôn nha mọi người, là cân mà vẫn sai. Đó, mang hàng e là phải lên sân bay cân trước. Rồi, đối với hàng chuyển phát nhanh, nếu mà xuất phi bưu dịch cũng khỏi cần đi, xuất loại hình nào cũng được. Nếu như mọi người mà hay xuất chuyển phát nhanh ấy, thì mình cứ khai hải quan sau khi thông quan thì thông báo cho bên chuyển phát nhanh rồi họ sẽ tới nhận hàng và thanh lý. Hàng nhập cũng vậy luôn nha mọi người, sau khi mình thông quan đó là mình chỉ cần gửi qua email thôi là họ sẽ đi thanh lý và họ giao hàng cho mình. Chỉ có hàng chuyển phát nhanh thôi nha, còn hàng gì nữa hết rồi đó. Hàng bình thường thì sẽ làm các bước trên đều giống như nhau, là hướng dẫn chung tất cả các lô hàng mọi người. Còn nhiều khi mọi người đi làm thì có thể nó có khác biệt nhau một xíu tùy theo chi cục. Cái này là áp dụng ở cảng Cát Lái nha, các cảng khác cũng tương tự thôi. Mà nếu không có câu hỏi trong cái phần này thì mình làm tiếp. Bên anh Hà là làm E62 phần khai trước à, không có thuế. Mà có khi nào bị trả ra không? Bên anh Hà có khi nào bị ấy chưa? Có khi nào bị bắt chưa hả? Ừ. Bên anh Hên. Hoặc là cái cân bên anh nó anh em cái cân ở sân bay nó lệch ít đúng không? Thường thường mà lệch 5% trở xuống thì hải quan vẫn linh động cho qua. Mặc dù là có cái công văn của Cục Hải quan Hồ Chí Minh hướng dẫn trả lời là nếu như mà mình sai nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến chỉ giá, hiểu đơn giản là mình bán theo cái chẳng hạn, thì ví dụ như một cái bàn ghế chẳng hạn, nó là 10 kg hay là 12 kg thì nó cũng là cái bàn cái ghế, và nó cũng ví dụ như là 100 đô thì nó vẫn là 100 đô, nó không có ảnh hưởng. Còn tất nhiên là khi mình bán theo ký mà ký nó sai thì cơ quan hải quan bắt là đương nhiên rồi. Đó. Thế trong trường hợp mà mình bán theo không phải ký, khác ký, đơn vị khác thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận và khai bổ sung sau. Nhưng mà trên thực tế thì không có chuyện đó nha mọi người. Trên thực tế thì mọi người nếu mà lướt Facebook ấy, thì thấy rất là nhiều người ta than phiền đúng không, nói chửi thì nó hơi quá về cái không phải là chửi, không phải là than phiền cái kho mà là than phiền công chức hải quan ở cái sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Anh đây là anh ghét ở đó lắm nên là anh không nhận làm thủ tục hải quan tại TCS. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà vẫn làm cho mấy khách hàng quen. Không phải là mình không cãi lại họ mà là cái thời gian của mình để cãi nhau giải thích cho họ
giải thích đến lúc mà họ hiểu theo ý của mình nó mất nhiều thời gian lắm, nó không đáng nữa. Thì tôi làm nội hàng, tôi lên được 200-300, tôi lên đó ngày công của tôi cả 2-3 triệu rồi, thế thì tôi là tôi lỗ rồi đó, đúng anh à? Nên lô hàng lên được có mấy trăm mà tôi chạy lên đó tôi giải thích cho mấy ông bà hiểu nữa, có khi có những lô hàng tôi đi 3-4 ngày. Thế thì cái thời gian đó tôi làm bao nhiêu việc tôi bỏ, nó không làm thì xét nha. Đầu tư người ta này gần đây cũng vậy, có những tờ khai là 4-5 ngày chưa phân xong, mai mốt cũng làm cái thông báo không nhận hàng đầu tư. Nói vậy một mặt là để cho cơ quan hải quan biết là hải quan đầu tư làm rất chậm, một mặt là ai có kêu mình làm người ta báo giá cao. Rồi tiếp, phần thủ tục hải quan thì có bao nhiêu thôi, nó nói nó khó nhưng mà nó đâu có khó, dễ ợt ai chả làm được, chỉ có khai hải quan mới là khó. Còn làm hải quan không có khó, đi làm thủ tục hải quan không có khó. Khai hải quan là kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xem là có cấm hay không, để làm sao để nhập được. Còn làm thủ tục hải quan thì nói mà là nó dễ hơi quá xíu, nhưng mà nó dễ hơn thật, gần như ai cũng có thể đi làm được. Ví dụ hôm nay một bạn nào đó chuyên làm thủ tục hải quan, có việc bận nghỉ không đi, kêu Grab, Uber, xe ôm này, nhờ mấy bạn sinh viên thực tập này làm tốt hết ạ. Nhưng mà mấy cái khai hải quan thì Grab, Uber, sinh viên thực tập chưa có khai được, đúng anh à? Chú ý. Nên là nhiều bạn hay nói vui là làm giao nhận OPS đó, là giống như kiểu là xe ôm cao cấp xíu. Nói ý bạn Mai là gì, có gì hải quan quay phản hồi lại rồi báo doanh nghiệp. Ý bạn Mai là sao, anh chưa hiểu lắm. À, trong quá trình làm thủ tục hải quan à, một cái ý này là anh đã từng làm nha. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu công chức hải quan và doanh nghiệp không thống nhất được thì lúc này mình sẽ yêu cầu công chức hải quan phản hồi trên hệ thống. Và mình cũng phản hồi trên hệ thống nha mọi người. Anh đã từng làm một lô hàng chuyển phát nhanh, anh cũng bị hải quan, không phải chuyển phát nhanh, hàng E, tân TCS. Thì hải quan cứ bắt phải gồm cái tiền cước vào, trong khi đó tôi khai điều kiện tôi là CPT rồi, là đã bao gồm tiền hàng và cước phí rồi, mà hải quan kêu là phải cộng tiền cước vào, mà tiền cước nó cao lắm. Tiền cước trên map bill ấy là thực tế nó không phải là tiền cước thật, nhưng mà hải quan TCS là từ xưa đến nay là có truyền thống bắt phải cộng vào. Cộng đồng doanh nghiệp rất là bức xúc, rồi giải thích không được, đúng không? Anh phản hồi trên hệ thống mới kêu đề nghị cơ quan hải quan cho biết tại sao phải cộng cước vào, như là kéo dài mấy ngày rồi không? Tức lắm, có cái ghế còn con nhỏ xíu à, giờ là không nói miệng nữa à, giờ hải quan muốn nói gì đó kêu chị đọc đi, không nói nhiều, nói nhiều rồi mệt rồi không cần nói, muốn gì thì nói đi. Thế là sơ liền gì đâu, kêu doanh nghiệp là xóa cái, lấy về khai bổ sung, xóa cái phản hồi đó đi, là thông quan thôi mà, đâu có dễ ăn. Tất nhiên là với điều kiện là mình biết mình đúng thì mình mới cãi được hải quan, còn nếu mình biết mình mà sai thì hải quan đập mình chết nha.
mình đúng thì mình cũng chết, mình cũng mệt mỏi rồi đấy, chứ đừng nói là mình sai nha. Nó bất đắc dĩ lắm thì mới xung đột với hải quan thôi, còn đúng thì cứ tăng tàn thì thôi, mình phải chấp nhận mình kéo dưới một xíu. Tức là hải quan mình là doanh nghiệp thì mình kéo dưới, đúng rồi. Nói chung là làm sao làm để mà nó nhanh nhất, thuận lợi nhất. Còn xung đột thì có, nhiều khi mọi người ra cảng ở sân bay đấy, thấy mấy người đi làm chửi hoài gì đâu. Tại vì hải quan thì có nhiều người tốt, nhưng mà cũng có một số là khó tính, bắt không có đúng. Thế là doanh nghiệp nó mới tức, nó mới chửi. Rồi phải làm thủ tục hải quan thì cần chú ý những điểm trên đây thôi. Làm đúng như vậy này là làm được đó. Ví dụ mai mà đi làm mà có một bộ hồ sơ đó, hiểu không? Chứ biết làm từ đâu ấy, làm đúng như anh hướng dẫn chắc chắn được. Coi tờ khai ở đâu cho nó làm. Trước khi đưa tờ khai thì phải làm cái gì thì hỏi mấy người ở đó đó. Còn nếu mà không có ai thì hỏi, lúc gọi điện cho anh hướng dẫn nha. Liên quan tới tiền bạc thì không tiện nói trên này. Nói trên này mấy người quay video lại với một hải quan kia bắt anh đó. Đó là phần làm thủ tục hải quan. Một phần tiếp theo nữa là sau khi mình làm thủ tục hải quan thì mình sẽ làm cái gì, đúng không? Là mình phải thanh lý. Thế về cái vấn đề thanh lý á, thì nó cũng giống như hay còn gọi là xác nhận qua khu vực giám sát đấy mọi người. Thì cái này thì ở khu vực Hồ Chí Minh á, thì bỏ nhiều rồi. Nói chung là chưa có bỏ hết. Nhưng mà bỏ chắc là cũng phải 90, khoảng 90% rồi mọi người. Chỉ cần một số ngoại lệ thôi là vẫn phải qua giám sát thôi. Thường thường là hàng sân bay á thì phải qua giám sát nha. Trừ hàng E thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, là thường thường là nó không có nha. Và trường hợp thứ hai là hàng mà đóng ghép ấy, hay là đóng tại bãi thì vẫn phải qua giám sát. Ví dụ mình có một lô hàng mà mình 2-3 công ty đóng chung, nếu như một công ty một tờ khai thì không có sao, nhưng mà nhiều công ty mà đóng chung ấy thì mình phải thông báo với cơ quan hải quan nha, để cơ quan hải quan người ta cập nhật. Và lúc này mới qua là khu vực giám sát nha. Cái này là bước giám sát thôi. Mày thì sau khi mà qua khu vực giám sát hoặc là những cái khu vực mà nó không có giám sát thì không cần qua, đúng không? Rồi ghi chú ở đây là đa số là giám sát tự động nha. Tự động nên không cần qua khu vực giám sát của hải quan. Và cái bước này thì lúc này mới là đăng ký tàu xuất. Hay gọi là vào sổ tàu đó.
Nếu mà đối với hàng hàng E ấy, hàng E thì tới khúc này này là ok rồi mọi người, là xong rồi đó. Hàng E hàng chuyển phát nhanh thì qua khu vực giám sát là xong rồi. Thì khu vực còn lại ấy, thì chú này, hàng E này hoặc là chuyển phát nhanh này thì qua khu vực giám sát là xong nha. Phần còn lại thì kho hàng tự làm. Còn đối với hàng C thì mình phải thêm một công đoạn này nữa là đăng ký tàu xuất và sổ tàu, là đối với hàng công. Và mình sẽ nhập kho đối với hàng lẻ. Cái khúc này hiểu như này này, nếu như mà hàng container thì mình sẽ lên cái bộ phận đăng ký tàu xuất để mình làm thủ tục xuất xuất cái công đó, hay là chuyển công đó lên con tàu. Còn nếu như đối với hàng lẻ thì mình sẽ vào trong cái kho đó, mình nhập kho, người ta sẽ đưa cho mình một cái phiếu nhập kho đó. Thì trên đó người ta có ghi là bao nhiêu kiện, bao nhiêu lúc này này, thì người ta sẽ trả cho mình một cái phiếu có ghi là số công này, CU này, tờ khai hải quan này. Xíu anh cho xem cái phiếu đó. Rồi tên khách hàng. Rồi nếu đối với hàng lẻ thì người ta sẽ đưa cho mình cái phiếu nhập kho này. Trên này thì có ghi nhá, số kiện, số khối, tất nhiên là cái tên khách hàng nữa. Cái số kiện, số khối này này, nó là cái cơ sở để làm bill cho mọi người. Lúc đó mọi người phải nộp cái phiếu này này. Thường thường mình sẽ gửi cái phiếu này cho mấy cái bên mà nó gửi booking cho mình ấy. Mình booking của nó đó để nó làm bill ạ. Cái thông tin này là chính xác. Nhiều khi mình khai ban đầu nó là 5 khối nhưng mà ra ngoài kho nó đo là 7 khối chẳng hạn, thì sẽ căn cứ vào cái 7 khối đó để tính tiền, chứ không phải mình nói 5 khối là 5 khối nhá. Thì làm xong hai khúc này thì như vậy là xong nha mọi người. Phải làm cái khúc này thì nó mới xuất hàng của mình. Tối nay thì chờ xuất hàng thôi, chờ tàu chạy mới đúng. Thế các bạn nào chưa hình dung ra làm thủ tục hải quan là nó vẫn ra làm sao chưa? Có vướng mắc thế nào không? Đóng tiền gì em không hiểu. Bạn thường muốn hỏi đóng tiền gì? Phí nâng hạ container ấy là mình đóng đóng mà khi cái xe nó vận chuyển vào trong cảng nha. Còn lúc mình đi làm thủ tục hải quan thì mình không phải đóng. Còn lệ phí hải quan thì có 20.000 thì mình đóng khi nào cũng được, không nhất thiết phải đóng ngay tại thời điểm đó. Mình có thể để 1 tháng, 2 tháng hay là 1 năm, 2 năm đóng cũng được nha. Có 20.000 nên là cơ quan hải quan không có khắt khe. Ngày xưa ấy là phải mua cái tem dán vào tờ khai, mà vì cái tem đó nên nhiều doanh nghiệp cũng khổ sở. Cái thời điểm ngày xưa là mua tem dán hết rồi, mua tem dán vào đó thì cơ quan hải quan mới thông quan. Thế là bây giờ trên hệ thống cứ kêu là nợ 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 mấy chục mấy trăm tờ khai đó. Giờ liên hệ hải quan nó là trích lục lại những cái tờ khai ngày xưa dán tem đi. Sao mà trích lục được? Trích lục một tờ khai bây giờ mất mấy trăm nghìn, trong khi đó một cái tem có 20.000. Thế là tất đi nộp cho rồi, đúng không?
rõ ràng là tôi nộp thì các anh mới thông quan, bây giờ cứ kêu là chưa chưa nợ chưa nộp xuống hỏi thì kêu đi trích lục, không có trích lục được. Rồi bạn Phương nói là nếu khai sai số công hàng xuất mà tờ khai thông quan rồi xử lý như thế nào, đúng không? Thì lúc này thì có giám sát mới sửa được nha. Lúc này cơ quan hải quan sẽ yêu cầu mình có cái mẫu 31 danh sách container. Đăng ký mẫu 31 thử cho nó con. Trong cái thông tư 38/2015, 39/2018 anh gửi mọi người đó. Có một cái mẫu 31 đây này. Không nhớ chứ. Không phải, mẫu nào ta? Mẫu danh sách container. À, mẫu 2930. Không phải. Tại vì cái này cũng ít làm, nhưng mà anh biết là có một cái bảng kê danh sách container ấy. Mình sẽ đính kèm cái bảng kê đó lên cho hải quan. Thì lúc đấy qua đó là khu vực giám sát, người ta sẽ giải quyết cho mình căn cứ vào cái mẫu đó. Nó chỉ nằm đâu đó trong này. Còn khai bổ sung thì nó lâu, không không có áp dụng khai bổ sung. Mẫu 31 đúng mà. Đây này. Lúc nãy mình nhìn nhanh quá, mình thấy 32, 33 không có. Nó nằm tầng trên, mẫu 31 đây nha. Nhiều khi ổn quá, coi nhanh quá. Thì em sẽ điền cái thông tin vào cái bảng kê này. Như tên công ty ABC nào đó, tờ khai số mấy, rồi số container, số siêu. Số công ban đầu này, số siêu này, rồi số công đúng này, số siêu đúng. Ký tên đóng dấu. Rồi, đính kèm V5. Nha. Là cái 31 em mới mở nha em. Đúng rồi em vừa mọi người nghe tinh mắt hơn anh. Tại vì anh là anh nhìn theo thứ tự, anh thấy đây này. 29 đến 30 xong đến 32 thì anh nghĩ là không có, hiểu không? Ai ngờ nó chơi nó nằm bên dưới này. Thì cái mẫu 31 này nha. Còn cái mẫu 31 bên Fulupa này là không phải. Fulupa này là cũng có mẫu 31 này. Là liên quan đến thuế không phải nha. Phụ lục 2. Rồi ok chưa? À. Thường là đi thanh lý hàng nghe rồi hả? Hàng nghe thế mà nó có hai trường hợp này. Thường thường cái phí mà em đóng ở chỗ TCS đó là cái phí lao vụ, nhưng mà đó là những cái trường hợp mà em lâu lâu em bị xuất thôi thì em đóng. Còn những cái thằng mà nó xuất thường xuyên, nó qua đại lý ấy, thì đại lý nó đóng theo tháng. Thì ghi chú vô hàng nghe là có cái phần đóng cho lao vụ nếu có nha. Ghi chú vào đây cho hàng E. Để kênh này là đóng tiền. Là vụ cái nó bốc xếp đó. Cho kho. Cái này là nếu có chứ không phải lâu nào cũng có đâu. Em là lâu lâu xuất thì em mới đóng thôi. Tên tàu đi, tên tàu đi thì không có cần. Tên tàu ấy bình thường ấy là em xóa nó đi, xem sửa lại tên tàu mới là được.
Nhưng mà nếu mà em làm COO ấy thì em nên sửa lại theo mẫu 03 nha. Hoặc là còn tàu cũ của em là ví dụ em khai theo tàu cũ mà em bị rớt đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi đi qua tuần sau lên một con tàu mới thì em thấy cái tàu là khác. Thì thực tế là em không cần phải sửa đổi tên tàu. Không cần sửa đâu. Nhưng mà tại vì khi em đóng tiền đảo chuyển ấy thì trên đó nó cũng có ghi là ở tàu cũ và tàu mới và đảo bao nhiêu công và đóng tiền bao nhiêu. Nhưng mà muốn ngon lành thì muốn đẹp, muốn hồ sơ đẹp thì cứ khai bổ sung cũng được, không có sao, tốn tiền mất thời gian thôi. Hàng xuất thì nó dễ hơn anh em một xíu, không không có khắt khe, không có khó khăn. Thế ra khúc này thì bổ sung thêm một xíu này. Khai bổ sung cụ thể như thế nào đúng không? Thì để thì bữa sau anh hướng dẫn khai bổ sung. Bây giờ nói qua này, trước khi thông quan ấy, luồng vàng luồng đỏ giống nhau nha, thì mình cứ lấy về mình khai bình thường thôi. Cứ lấy tờ khai về sửa nha. Này ví dụ này, luồng xanh thì không sửa được, luồng xanh là mặc định là thông quan rồi không có sửa được. Luồng xanh là phải AMA và mẫu 03. Mẫu 03 là cái mẫu này này, trong khi nó chờ thì anh mở mẫu 03. Đây, khai bổ sung. Thì còn mấy cái mẫu mà mọi người thường làm là mẫu 2 bằng kê hóa đơn thương mại, mẫu 3 khai bổ sung, mẫu 4 là hủy giờ khai, mẫu 9 là mang hàng về bảo quản và mẫu 31 là danh sách container. Mấy cái mẫu đó là mấy cái mẫu mọi người thường xuyên gặp. Đây. Khai thì chắc chắn là ai cũng phải sai rồi, không có ai mà không có sai được nha. Thì khi mà luồng xanh hoặc là sau thông quan thì phải dùng mẫu này. Ví dụ khai sai cái gì thì ghi vào đây, nội dung đã khai ví dụ 5 kiện, nội dung bổ sung là 3 kiện, lý do khai sai. Khai sai là tùy hải quan nhá. Hải quan dễ thì không có lập biên bản phạt, mà hải quan khó là lập biên bản xử phạt lỗi khai sai từ 500 tới 1 triệu, đó là phạt 750 đó, chú ý. Nên là nhiều khi là 750 là hết một ngày lương của mấy bạn rồi đó nha. Anh sợ có nhiều bạn không được 750 một ngày á. Có anh Hà là giám đốc thì được. Không, bạn Hà này cũng giám đốc này, bạn Hà này dư sức này. 3 ngày lương. Nhưng mà bạn Hà yên tâm, mà Hồ Chí Minh mình thì không có phạt. Anh chưa có thấy cái công ty nào bị phạt. Ý của anh Hà là 750 một ngày là chưa đủ đúng không? Đúng rồi. Lương anh Hà làm sao mà một tháng 30 ngày có hai mấy triệu được? Lương anh Hà phải hơn chứ. Còn bạn Hà thì sửa không có sao nha. Bạn Mai 3 ngày lương hả? 3 ngày lương về làm cho anh đi, rồi anh trả 3 ngày lương luôn, nghỉ bên đó luôn đi nha. Đây, ví dụ đây là một tờ khai. Anh mở một tờ khai. Đây, ví dụ tờ này này. Tờ này là mình chưa khai chính thức đúng không? Hôm trước mình mới khai xong là chưa chính thức. Ví dụ bây giờ em khai sai thì em cứ lấy về em sửa thôi này, mục 5.1 này, lấy thông tin tờ khai để sửa vậy thôi. Khai xong neo lại bấm 5.2 khai trước, xong lại khai chính thức, xong lại lấy kết quả phân luồng. Nhưng mà trừ 6 cái chỉ tiêu không được khai bổ sung ra, là mã loại hình này, mã cơ quan hải quan này, mã phân loại hàng hóa này, mã phương thức vận chuyển này, mã người xuất nhập khẩu này và mã đại lý hải quan, thì có 6 cái đó là em không được khai bổ sung, còn các thứ khác thì em đều khai được nha. Bạn Yukiko đó bạn nào anh không biết thế đọc chú ý nha, cứ luồng vào luồng đỏ là khai được. Có gì muốn nói cứ nói. Thì bữa sau anh hướng dẫn khai bổ sung, mình khai hải quan thì mình phải khai bổ sung đúng không?
nhưng mà hiểu đơn giản là cứ sai thì lấy về sửa thôi. Nó cái nút này lấy 5.1 này lấy để sửa đó, kích vào đó lấy về sửa. Ủa mà anh nhớ hôm trước anh cũng khai sai xong anh cũng lấy về sửa mà. Chờ nhá, anh lên cái số anh khai anh sửa cái này cho. Đây, ví dụ anh cắm cái số vào rồi. Giờ này. Giờ là mình cứ mặc định là mình đang khai khai đi. Đầu tiên lúc mình nhập xong là mình không biết là mình đúng hay mình sai đúng không? Chắc chắn là mình phải nghĩ là mình đúng rồi chứ. Mình sai thì mình đâu có khai. Giờ này khai trước này. Khai trước. Cái bước khai trước này thì sau vòng 7 ngày hệ thống nó sẽ tự xóa nếu như mình không khai chính thức. Từ khai đây là từ khai nhập, cái này là mình khai nháp lâu lắm rồi nên là nó không còn đâu mọi người. Là từ ngày mùng 5 tháng 8 á, thì mình lấy tờ khai xuất đi. Đây là cái tờ hôm trước mình mới khai nháp. Từ ngày đăng ký cái tờ khai này là hôm trước mình khai cái này, hôm trước hướng dẫn khai đó là mình mới khai trước thôi. Cái tờ này có thuế hả? Thôi bỏ tờ này đi, lỡ khai chính thức mình ra thuế phiền. Đầu tiên là mình khai khai trước giống như vậy rồi nó sẽ ra số tờ khai mình chưa cần khai chính thức. Kể cả cho dù mình khai chính thức thì nó cũng vậy thôi, nó cũng y như vậy. Giờ nếu mình phát hiện ra mình khai sai thì mình lấy thông tin tờ khai hải quan đó, lấy thông tin để sửa đó. Còn nếu như mà khi mà mình đã phân luồng rồi thì mình kích vào mục 5.1 này là lấy thông tin để sửa. Còn lúc này nó chưa phân luồng thì mình lấy thông tin tờ khai hải quan thì làm đi như vậy thôi. Rồi bây giờ em muốn sửa cái gì thì em sửa, như chẳng hạn sửa chỗ này 40 kiện đúng không, sửa thành 140 kiện chẳng hạn đó, rồi sửa xong mình ghi lại rồi lại khai trước thông tin tiếp. Ok chưa? Của bạn Hà là lỗi gì nói nghe coi thế nào, xem sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền nói thử coi. Sai xuất xứ, sai xuất xứ hải quan không có phạt đâu. Kiểm hóa chưa, cái này là bước đăng ký hay bước kiểm hóa? À thông quan rồi mới khai à? Thông quan rồi thì mới khai thì không có phạt nhưng mà cũng mất giống như lúc mình đăng ký tờ khai đó. Một ngày công nha. Nghe mà khi là liên quan tới thuế nó mới nặng nha mọi người, liên quan tới thuế thì nặng hơn, còn những cái khác thì nhẹ. Nên là làm sai gì thì sai, đừng có sai thuế. Sai thuế nhiều khi là mất cả tháng lương, mấy tháng lương như chơi. Lỡ thuế 500 triệu mà khai nhầm 50 triệu chẳng hạn đúng không nhỉ, hải quan phạt nhẹ 10%. Nếu mà mình phát hiện ra thì 10%, hải quan phát hiện ra thì 20% tiêu đúng không? Ví dụ thiếu 50 triệu thôi, phạt 10% mất 5 triệu. Công ty trừ lương 5 triệu mỗi tháng, 1 tháng 1 triệu rưỡi hả? Tiêu ha. Nên là làm cái này là không dành cho mấy người ẩu đâu nha mọi người. Ẩu là phải trả giá bằng tiền.
hoặc là rất nhiều tiền thì mới có kinh nghiệm được. Không có cái bản nào đi làm mà không có sai hết, chẳng qua sai nhiều hay sai ít thôi. Mấy ông con trai thì anh nói thật là sai nhiều hơn mấy chị phụ nữ, mấy chị nữ thì cẩn thận hơn. Với lại thường thường mấy chị nữ là mấy chị tiếc tiền hơn nên là mấy chị phải cẩn thận, đúng không? Còn mấy cái anh con trai này cái tính đầu sẵn rồi, đa số là ẩu nha. Chứ anh Hà thì em biết anh Hà cẩn thận thôi, nhưng mà em nói chung chung là đa số là ẩu. Nên là mấy anh con trai mà làm tính từ ấy là hay bị sai nhiều hơn. Thế bởi vậy nên là trước khi khai hải quan là phải đọc luật, đọc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để mình biết là mình khai sai cái này thì phạt bao tiền, khai sai cái kia phạt bao nhiêu tiền. Thế tự nhiên sợ à? Phạt cho vài lần như thế nào, mỗi lần phạt nhẹ 1 triệu thôi. Đối với nhiều bạn nữ thì số tiền này là nó cũng hơi đủ để cho mọi người nhớ đó. Nó không còn lớn nhưng mà mọi người sẽ nhớ nha. Rồi con hỏi gì nữa không mọi người? Cái hướng dẫn này là hướng dẫn chung thôi nha. Còn tùy theo cảng mà nó khác nhau một chút xíu. Nó chỉ có một chút xíu thôi, nó không có nhiều nha mọi người. Nghĩa là nó phải giống nhau 90% rồi đó, 95% rồi đó, nó chỉ khác nhau là 10% thôi. 5% khác nhau 5%. Thì nếu như mà đã thông quan rồi thì mẫu 03 như anh mới nói này, cái biểu mẫu này là anh có gửi cho mọi người rồi nha. Mà nếu mọi người mà có quên ấy, thì anh cũng nhớ là anh có gửi trong cái nhóm là cái link mà Google Drive đó, là nó cũng có đó nha.